Trong đợt kiểm tra đột xuất một số cơ sở sản xuất kinh doanh mặt hàng Tết năm nay, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh về an toàn vệ sinh thực phẩm đã chỉ ra các thiếu sót cần khắc phục. Có thể thấy tình trạng nhận thức chưa đúng, chưa đủ của chủ cơ sở về quy định an toàn thực phẩm vẫn còn khá phổ biến. Không chỉ hàng không rõ nguồn gốc, kém chất lượng bán trên nhiều trang mạng xã hội, các mặt hàng thực phẩm của các cơ sở chế biến thủ công nếu không chấp hành đúng các quy trình vệ sinh, không qua lấy mẫu đăng ký kiểm nghiệm cũng tiềm ẩn yếu tố không an toàn. Tết Nguyên đán đã cận kề, đây cũng là thời điểm tiêu thụ thực phẩm lớn trong năm, nhất là các thực phẩm thịt, cá, bánh mứt, kẹo, rượu bia, nem chả. Đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh gia tăng việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm. Tuy nhiên, thời điểm này, thời tiết miền Trung thường ẩm ướt là một trong những yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến việc đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm. Nhằm ngăn chặn kịp thời việc sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, các đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành cấp huyện và xã cũng đồng thời được thành lập triển khai tại nhiều địa phương. Trong đó lưu ý các mặt hàng giả, kém chất lượng, hết hàng sử dụng, xâm nhập ở các chợ vùng sâu vùng xa. Theo kế hoạch, đợt kiểm tra tập trung vào nhóm sản xuất tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội có yếu tố nguy cơ cao, các làng nghề chế biến thực phẩm. Tôi mua những cái sản phẩm mà có ở trong bao bì á, có cái hàng sản xuất ngày mô và hết hàng ngày mô thì tôi mua. Còn nhiều khi mua ở ngoài thì hàng cũng không có nguồn gốc nữa thì nhiều khi cũng hơi ngại. Tất cả những cái sản phẩm mà cái lúc mà nhập vào siêu thị á, thì thứ nhất là về mẫu mã của sản phẩm thì đến chỗ cái sản phẩm thì nó được phải rõ ràng. Cái thứ hai nữa là nó có nguồn gốc. Thứ ba nữa là bản thân của công ty đó phải có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, giấy công bố sản phẩm. Với những cái hàng nhạy cảm á, như là bên chỗ mặt hàng tươi sống á, thì những cái sản phẩm đó thì về có người á, thì phải bảo hộ đầy đủ, như là găng tay, khẩu trang, đeo tập dề để mà đảm bảo được an toàn cho khách hàng. Đến nay, Sở Công Thương đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho trên 400 cơ sở, 3 siêu thị quy mô lớn, trên 50 siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi bán lẻ và hàng ngàn điểm bán hàng hóa thực phẩm khác. Phần lớn các cơ sở sản xuất ở Huế có quy mô nhỏ, làm thủ công, tập trung ở mặt hàng mứt, bánh, nem chả. Qua được kiểm tra cho thấy, một số cơ sở còn chưa nhận thức đúng đủ quy trình sản xuất, tuân thủ vệ sinh an toàn thực phẩm. Đoàn kiểm tra liên ngành lưu ý với các đơn vị sản xuất kinh doanh các nội dung như đưa các thông tin sản phẩm ở vị trí dễ nhìn, dễ tiếp cận, tách riêng khu vực sản xuất với nơi ở, tổ chức tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm cho đội ngũ nhân viên chế biến, trang bị bảo hộ lao động, thường xuyên tổng vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ sản xuất, kê cao nguyên liệu. Tất cả những cái cơ sở tôi lựa chọn là những cái cơ sở mà sản xuất rất là lớn, số lượng lớn và phục vụ các cái sản phẩm cho Tết Nguyên đán là chủ yếu. Và chúng tôi đã triển khai được mới trong vòng một tuần và tiếp tục đến ngày cần Tết. Nếu những cơ sở nào nó có những cái vi phạm về an toàn thực phẩm và sẽ xử lý theo đúng quy định. Kiểm soát, ngăn chặn kịp thời việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm kém chất lượng, phòng chống ngộ độc thực phẩm là mục tiêu của đợt tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng trong dịp này. Trang bị kiến thức cho người dân đóng vai trò quan trọng bởi họ chính là người sử dụng và cũng là người giám sát. Những nỗ lực trên sẽ góp phần đem lại cái Tết Nguyên đán an toàn cho người dân, du khách trên địa bàn tỉnh.